Rồi chào cả nhà, hôm nay em giao lưu cả nhà một cây mai giáo thuộc bản nghệ bông chùm nha. Thì cây mặt bông cây này thì em quay kỹ cả nhà, chuẩn mặt bông nha. Nhưng mà cái này nó nở bữa giờ nó cũng rất nhị một phần rồi. Cái này thì hôm trước em vận chuyển về nó bị bớn góc chậu này. Anh em nào có giao lưu thì em sẽ thay chậu hoặc là em bó bông luôn tùy anh em mình ha. Nói chung là nó không có ảnh hưởng gì tới cây hết á. Nói chung cây bớm gấp chậu nhưng mà đủ lượng mà nó nở bông như thế này thì mọi người biết là mặt bông như thế nào rồi ha. Mặt bông cây này thì ba lớp bông tầm 3 đến 4 ngón tay nha. Nói chung là tùy bông. Thành thân cây này thì 18, cây cao 1m6 ha. Và chậu lọt là khoảng tầm 50 ạ. Nói chung cái này thì vấn đề chậu thì nó không ảnh hưởng gì hết. Cái gì em thay cho mọi người luôn ha. À, mẹ bông cây này thì nở chùm 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 luôn nha, vàng nghệ ống luôn ạ. À. Cái này anh em mình cứ xem xét rồi cái gì liên hệ trực tiếp với em giao lưu cây này ha. Xin chào cả nhà.